Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Romania. Lễ đón đã được tổ chức trọng thể tại cung Victoria, thủ đô Bucharest. Với sự cam kết của các nhà thầu thi công, 130 km dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam sẽ được hoàn thành theo đúng tiến độ và đưa vào khai thác trong quý 2 năm nay. Số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài bất hợp pháp ngày càng gia tăng, bất chấp nguy cơ bị lừa gạt và đối mặt với những rủi ro. Thưa quý vị, vào chiều ngày 22 tháng 1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Thống đốc tỉnh Fukuoka, Nhật Bản Hattori Seitaro đang có chuyến thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác với thủ đô Hà Nội. Chào mừng chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo một địa phương Nhật Bản tới Việt Nam sau khi hai nước nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Bày tỏ vui mừng về những thành tựu hợp tác giữa Fukuoka và Hà Nội những năm qua, Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, hai bên thúc đẩy giao lưu nhân dân, nhất là tổ chức du lịch kỳ nghỉ cho học sinh của Nhật Bản tới Việt Nam và tạo điều kiện để học sinh, thanh niên Việt Nam sang thăm Nhật Bản. Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tăng cường đầu tư vào Việt Nam và tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh. Chủ tịch nước cũng đề nghị Fukuoka tăng cường hợp tác với Hà Nội và một số địa phương khác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp nhận thêm lao động và tạo điều kiện cho người Việt Nam tại Fukuoka hòa nhập tốt, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ hai nước. Thống đốc cho biết Fukuoka và Hà Nội đã trải qua 15 năm quan hệ đối tác hữu nghị và trong chuyến thăm lần này sẽ ký biên bản tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai bên. Ông cũng cho biết sẽ nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, giao lưu nhân dân, giao lưu thế hệ trẻ, nhất là giữa học sinh, sinh viên hai nước. Chiều tối ngày 22 tháng 1 theo giờ Việt Nam, lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Romania đã được tổ chức trọng thể tại cung Victoria ở thủ đô Bucharest dưới sự chủ trì của Thủ tướng Marcel Ciolacu. Sau lễ đón, hai thủ tướng đã gặp hẹp và có cuộc hội đàm thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Thủ tướng Romania nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau, góp phần đẩy mạnh sự tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Romania trên tất cả các lĩnh vực. Trong không khí chân tình, tin cậy và cởi mở, hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, địa phương, giao lưu nhân dân, nhằm tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau. Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hai thủ tướng khẳng định đây là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, nhất trí đẩy mạnh để xứng tầm với quan hệ chính trị, đồng thời phát huy hơn nữa các cơ chế hợp tác sẵn có, khuyến khích doanh nghiệp hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả hiệp định EVFTA. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cửa ngõ để các mặt hàng của Romania tiếp cận thị trường ASEAN. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn Romania đã thúc đẩy mạnh mẽ để kịp ký hiệp định EVFTA vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, là ngày cuối cùng nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên EU của mình và cũng là một trong những nước EU đầu tiên phê chuẩn hiệp định EVIPA. Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị Romania tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn EVIPA và Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Thủ tướng Ion Marcel Ciolacu đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng nhất của Romania tại châu Á-Thái Bình Dương. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Romania quan tâm mở rộng đầu tư kinh doanh ở Việt Nam. Thủ tướng Romania cho rằng hai bên cần tận dụng cơ hội thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại, logistics, du lịch và biến Romania trở thành cửa ngõ của Việt Nam và châu Âu trong bối cảnh Romania sắp gia nhập khu vực Schengen vào tháng 3 tới đây. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn Romania là quốc gia thành viên EU đầu tiên đã hỗ trợ 300.000 liều vaccine và cùng nhiều trang thiết bị y tế cho Việt Nam để đối phó với đại dịch COVID-19. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng, văn hóa thể thao du lịch, lao động, y tế, dược phẩm, đồng thời thúc đẩy mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới như công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh,
kinh tế tuần hoàn. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chính phủ Romania tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam tại Romania hội nhập ngày càng sâu rộng vào xã hội sở tại. Hai thủ tướng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, trao đổi về các vấn đề quốc tế. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực phù hợp với luật pháp quốc tế. Sau cuộc hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết 19 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, lao động, đặc biệt là 15 văn kiện hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực giữa các trường đại học của hai nước. Thủ tướng Ion Marachen Sholaku cảm ơn Việt Nam đã tặng Romania 10.000 liều vaccine phòng tả lợn châu Phi do Việt Nam sản xuất để Romania sử dụng đối phó với dịch bệnh, mong muốn hợp tác với Việt Nam để sản xuất vaccine này tại Romania. Tiếp đó, tại cuộc gặp gỡ với báo chí, hai thủ tướng cho biết cuộc hội đàm đã diễn ra rất thành công. Hai bên đã cùng nhau thống nhất về định hướng, các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Tôi có thể nói là truyền thống hợp tác lâu dài đã được thử thách sau gần 75 năm giữa Việt Nam và Romania là một cái tiền đề rất quan trọng để sắp tới đây chúng ta thúc đẩy cái quan hệ của hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Chúng ta đang ở một cái thời điểm là thiên thời, địa lợi và nhân hòa để chúng ta hợp tác. Và chúng ta mong muốn được hợp tác và chúng ta có đủ điều kiện để hỗ trợ nhau để thúc đẩy cái quan hệ hợp tác. Nhưng mà tôi cũng nói là có một cái cản trở lớn nhất là khoảng cách địa lý giữa hai đất nước chúng ta. Nhưng mà khoảng cách địa lý này thì được giải quyết bằng cái chuyển đổi số, bằng thương mại điện tử và bằng các cái phương tiện giao thông hiện đại như là các cái bến cảng của chúng ta. Rồi cái việc đi lại giữa Việt Nam và Romania trước đây thì phải 2 ngày mới đến nơi được, còn bây giờ chỉ trong vòng 12 tiếng. Chúng ta có một chiều dài lịch sử trong việc hợp tác và hữu nghị, nhưng tôi tin rằng đã đến thời điểm mối quan hệ giữa hai nước sẽ chuyển lên một tầm cao mới. Romania mong muốn trở thành một đối tác chính trong việc đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường châu Âu với những lợi thế không bàn cãi, kể cả vị trí địa lý chiến lược tiếp cận tới toàn lục địa Âu Châu. Romania sẵn sàng tạo thuận lợi về hậu cần cho việc hợp tác với các cảng Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng vận tải, mong muốn trao đổi thương mại được tăng gấp đôi lên mức 1 tỷ euro trong những năm tới. Hai thủ tướng khẳng định, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm củng cố lòng tin chính trị giữa hai nước, tạo xung lực mới vì tình hữu nghị, vì sự hùng cường, lớn mạnh của hai dân tộc và hạnh phúc ấm no của nhân dân. Đảng, kênh nhà nước và giao lưu nhân dân để hai bên tiếp tục cái... Trong chuyến thăm chính thức Romania, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã tới thăm làm việc tại Đại học Kỹ thuật Xây dựng Bucharest, một trong những trường đại học hàng đầu của Romania, để thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo giữa hai nước. Dự cuộc làm việc có Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Quốc gia Romania và lãnh đạo 12 trường đại học của Romania và Việt Nam. Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Xây dựng Bucharest bày tỏ vui mừng, vinh dự và tự hào khi được đón Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, cũng là cựu sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc với số điểm tuyệt đối vào năm 1984, về thăm và làm việc tại trường. Trong bài phát biểu trước lãnh đạo các trường đại học, các thầy cô và sinh viên, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành phần lớn thời gian để nói về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Romania được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp suốt gần 75 năm qua. Trong đó có chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Romania vào năm 1957. Về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, Thủ tướng khẳng định đây là điểm sáng nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đến nay, Romania đã giúp đào tạo khoảng 4.000 sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, trong đó nhiều người đã trở thành nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ đầu ngành và lãnh đạo nhiều bộ ngành. Thủ tướng trân trọng cảm ơn và mong Romania tiếp tục quan tâm, cấp nhiều học bổng hơn nữa cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam. Đề nghị các trường đại học hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về đào tạo, nghiên cứu khoa học. Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ thầy cô giáo đã tận tâm chỉ dạy, truyền đạt tri thức và những giá trị cao đẹp cho các sinh viên, trong đó có sinh viên nước ngoài. Đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người bạn, người dân Romania đã luôn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ, đùm bọc. Thủ tướng tin tưởng quan hệ hợp tác Việt Nam-Romania sẽ ngày càng sâu sắc, hiệu quả hơn. Tiếp đó, Thủ tướng đã tiếp đại diện Hội hữu nghị Romania-Việt Nam và các hội đoàn bạn bè hữu nghị Romania với Việt Nam.
Tại cuộc gặp, những người bạn Romani đã chia sẻ về tình cảm sâu sắc đặc biệt với Việt Nam, với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định nhiều người dân Romani rất ngưỡng mộ sự nghiệp chính nghĩa, chủ nghĩa anh hùng của Việt Nam, đánh giá cao sự vươn lên, phát triển mạnh mẽ của Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động được gặp đại diện các hội đoàn, bạn bè hữu nghị Romani, những người bạn thân thiết đã bằng lòng nhiệt thành và tình cảm hữu nghị trong sáng không ngừng giúp đỡ Việt Nam, vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ những tình cảm và sự hỗ trợ quý báu của Romani dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Thủ tướng cảm ơn và mong những người bạn hữu nghị Romani tiếp tục tạo động lực, truyền cảm hứng cho mọi người dân Romani, đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Tại cuộc gặp, giáo sư tiến sĩ Pavel Schuen đã tặng Thủ tướng cuốn sách Việt Nam Diệu Kỳ do ông viết sau quá trình dày công nghiên cứu với nhiều tư liệu quý, sự hiểu biết sâu sắc và tình cảm lớn dành cho đất nước, con người Việt Nam. Tiếp tục với những thông tin trong nước, vào ngày 22 tháng 1, nhân dịp chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm chúc Tết gia đình cố trưởng ban Thường trực Quốc hội, nay là Chủ tịch Quốc hội Bùi Bằng Đoàn và gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo. Chủ tịch Quốc hội đã thắp hương tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của cố trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn và cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và với Quốc hội. Gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe với các thành viên của hai gia đình, Chủ tịch Quốc hội vui mừng thông báo về hoạt động Quốc hội đã liên tục đổi mới, kế thừa tinh thần của Quốc hội các khóa trước, trong đó có công sức to lớn của cố trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn và cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo. Cho biết Quốc hội Việt Nam đang chuẩn bị tích cực cho lễ kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, trong đó có việc biên soạn cuốn sách lịch sử 80 năm Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các gia đình sẽ có đóng góp cho các nội dung quan trọng này về hai cố Chủ tịch Quốc hội. Nhân dịp đón năm mới, Chủ tịch Quốc hội chúc hai gia đình mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Ngày 22 tháng 1, tại cuộc họp về kế hoạch triển khai thực hiện luật đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh sau khi luật được ban hành, việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành là nhiệm vụ hàng đầu. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch ban hành văn bản pháp luật, giao các bộ ngành chức năng xây dựng các dự thảo nghị định liên quan đến các vấn đề thu thuế đất, hướng dẫn sử dụng đất lúa, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư về điều tra cơ bản và cơ sở dữ liệu đất đai, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Phó Thủ tướng cũng giao các bộ ngành chức năng xây dựng hai đề án thí điểm về tách công tác thu hồi giải phóng mặt bằng tái định cư ra khỏi dự án đầu tư công và về thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất, không phải là đất ở tại một số địa phương. Cũng trong ngày 22 tháng 1, trao quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định quy hoạch sẽ mở ra cơ hội mới, động lực phát triển mới và giá trị mới cho tỉnh Hòa Bình trong thời gian tới, đồng thời đề nghị trong quá trình thực hiện quy hoạch, tỉnh cần tập trung phát triển hạ tầng giao thông, du lịch, phát triển khai tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia và tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đạo đức, tri thức, cán bộ trẻ. Trước đó, Phó Thủ tướng đã tặng hơn 600 suất quà Tết cho người có công, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Sẽ có hai đoạn gồm Diễn Châu, Bãi Vọt, nối giữa Nghệ An, Hà Tĩnh và Cam Lâm, Vĩnh Hảo, trải dài từ Khánh Hòa tới Bình Thuận với gần 130 km thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam được đưa vào khai thác ngay trong quý 2 năm nay. Hai đoạn dự án này đều được đầu tư theo hình thức đối tác công tư và hiện tất cả các hạng mục đều tăng tốc để đảm bảo đưa dự án vào khai thác theo kế hoạch. Gói thầu cầu Xuân Dương là một trong những điểm quyết định lớn nhất đến tiến độ của đoạn dự án cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt. Địa chất phức tạp, thi công khó khăn nên đến mãi tháng 2 năm 2023, tức là gần một năm sau ngày khởi công mới tiến hành khoan cọc đường đầu tiên. Trong nỗ lực phấn đấu của ban lãnh đạo công ty cũng như đội thi công của đơn vị đã cố gắng là 3 ga 4 kíp thông ngày thông trưa. Những khó khăn về vật liệu, mặt bằng đã được tháo gỡ, hiện các nhà thầu đang duy trì tối đa lực lượng để đáp ứng tiến độ. Chúng tôi hiện nay đang duy trì 14 mũi thi công
khoảng hơn 350 cán bộ nhân viên cùng với hơn 130 đầu xe máy thiết bị đang tập trung đẩy nhanh thi công. Cùng xác định với anh em là bây giờ phải tranh thủ thời tiết, đặc biệt là vào cả cái dịp này thì nó không mưa lớn nhưng mà mưa phun, mưa dầm, mưa chẳng rét, thì bây giờ phải tranh thủ thời tiết nắng ráo thì là phải làm ngày làm đêm. Quan điểm chung của nhà đầu tư cũng như ban quản lý đó là chỗ nào thi công được thì tăng cường máy móc, thiết bị và nhân lực để tăng tốc nhằm bù lại tiến độ chậm trong giai đoạn đầu khi triển khai dự án. Mặc dù khởi công vào tháng 5 năm 2021, tuy nhiên đến tháng 9 năm 2022 thì dự án mới được thi công đồng bộ. Đến thời điểm này thì dự án đã hoàn thành được khoảng 70% khối lượng và hiện nay tất cả các nhà thầu đều tăng tốc để đưa dự án cán đích theo đúng kế hoạch. Và tăng cường cái kiểm tra hiện trường để giải quyết những khó khăn, xử lý kịp thời những cái phát sinh trên dự án. Nhiệm vụ thứ hai là tăng cường cái hỗ trợ cái giải ngân, thanh toán kịp thời các cái nguồn vốn. Cho đến thời điểm này, trong 3 đoạn dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 đã có đoạn dự án Cam Lâm Nha Trang được đưa vào khai thác. 2 đoạn dự án còn lại là Cam Lâm Vĩnh Hảo với 80 km và Diễn Châu Bãi Vọt với chiều dài gần 50 km sẽ cơ bản được hoàn thành phần nền và các hạng mục cầu cống trước Tết Nguyên đán. Trong phần tiếp theo của bản tin, tại nhiều địa phương vùng cao, chính quyền và người dân chung tay triển khai các mô hình bảo vệ và phát triển rừng giúp thay đổi môi trường và cuộc sống nơi đây. Với đường bay thẳng, trải nghiệm du lịch đa dạng cùng thời hạn thị thực điện tử được nâng lên, Việt Nam lọt top 10 điểm đến hàng đầu của du khách Australia trong năm 2023. Tết đến xuân về, Liên đoàn Lao động các địa phương đang tập trung lo Tết Nguyên đán cho đoàn viên người lao động với phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết. Những phiên chợ nghĩa tình được tổ chức để người lao động mua sắm những hàng hóa thiết yếu cho Tết với giá ưu đãi. Chương trình Tết sum vầy, tặng quà, tặng vé xe cho công nhân về quê ăn Tết cũng được triển khai trên cả nước. Tại phiên chợ nghĩa tình Tết Giáp Thìn tại thành phố Hồ Chí Minh, toàn bộ hàng hóa đều được giảm giá từ 5 đến 20-30% so với giá thị trường. Chất lượng hàng hóa được Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo. Còn tại chợ Tết Công đoàn ở Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, người lao động cũng có cơ hội mua sắm các mặt hàng thiết yếu với giá thành giảm từ 10 tới 50%. Phần giảm giá này do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ bù vào giá thành phẩm bán cho người lao động. Liên đoàn cũng phát 7.800 phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng một phiếu cho đoàn viên người lao động tham gia chương trình. Và ngoài chợ Tết trực tiếp, năm nay Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn tổ chức chợ Tết trên sàn thương mại điện tử để phục vụ người lao động cả nước với 300.000 phiếu quà tặng và hơn 210.000 lượt người đã mua. Những năm gần đây, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài qua các đường dây đưa người lao động bất hợp pháp hay còn gọi là lao động chui ngày càng gia tăng. Điều đáng nói là nhiều người bỏ ra rất nhiều tiền để bằng mọi cách đi sang nước ngoài tìm việc, bất chấp nguy cơ bị lừa gạt và đối mặt với những rủi ro. Nếu như mà trước đây dù là lao động chui, không có giấy tờ sang châu Âu vẫn có thể kiếm được việc làm, thì hiện nay tình hình đã khác. Giấc mơ đổi đời chưa thấy đâu, chỉ thấy tình trạng thất nghiệp và rủi ro mà những người lao động chui phải đối diện ngày càng cao. Ghi nhận tại Cộng hòa Liên bang Đức, một trong số những quốc gia có đông người Việt sinh sống nhất tại châu Âu hiện nay. Nam thanh niên không quần áo đã đứng bếp được một thời gian, biết nấu đồ Thái quán tỉnh. Anh chị nào cần inbox em ạ. Em nữ thợ nail không quần áo, cần tìm việc làm nail đi làm luôn ạ. Càng vào cuối năm thì trên này càng nhiều người đang tìm việc, phần lớn trong số họ là lao động chui. Nhiều người để ẩn danh nhưng cũng có người công khai là không quần áo. Tiếng lóng không quần áo chỉ người lao động chui, vốn không còn xa lạ với cộng đồng kiều bào. Hiện không có con số thống kê chính xác nào về số lao động chui người Việt tại châu Âu. Nhưng trên một số trang mạng xã hội về giao dịch việc làm, thì lao động chui người Việt luôn tấp nập. Điều này cho thấy số lượng lao động chui không hề nhỏ. Có một số chủ lao động chấp nhận tuyển lao động chui bởi vì cái quy mô sản xuất hay kinh doanh của họ nhỏ hoặc là họ kinh doanh và sản xuất không phù hợp với pháp luật. Một phần nữa, những người lao động chui là những người quen biết với các chủ lao động cho nên cũng có thể tham gia lao động chui này. Nhưng tình hình hiện nay đã thay đổi. Trên nhóm công khai có tới hơn 70.000 thành viên này. Những bài viết tìm việc làm liên tục được đăng tải.
Điều đó cho thấy lao động chui giờ rất khó tìm được việc làm. Trước đây việc thuê những người không có giấy tờ hợp lệ từ Việt Nam sang thì người chủ tiết kiệm có thể lên đến 70% cho việc chi phí nhân viên. Nhưng hiện tại thì cảnh sát rất gắt gao trong chuyện mà người làm chui. Nếu như mà bị phát hiện ra thì người chủ có thể bị phạt đến vài chục nghìn euro. Ngay cả với những người lao động chui đã sang Đức từ vài năm trước, dù có may mắn đã kiếm được việc làm, thì bây giờ cũng đã thấm được những rủi ro từ hoàn cảnh lao động bất hợp pháp. Kiếm tiền thì rất khó khăn do công việc thì ít, người thất nghiệp thì nhiều, đi làm rất vất vả, giấy tờ không có, cũng chỉ đi làm công việc chân tay cho người Việt ở đây thôi. Chứ lúc đầu mình chưa quen việc, mình làm đến 14 đến 16 tiếng đồng hồ mà công việc thì không ổn định. Kinh tế châu Âu chưa có dấu hiệu khởi sắc, các nước ngày càng siết chặt chính sách nhập cư. Các cơ quan chức năng liên tục tiến hành các cuộc truy quét, khiến sự mạo hiểm và đánh đổi của những người lao động chui càng tăng thêm rủi ro. Tôi khuyên mọi người là bỏ ý định đi lao động ở châu Âu không qua con đường chính thống, bởi chịu rất nhiều rủi ro với bản thân trong quá trình di chuyển. Mà cái vụ án 39 người Việt Nam thiệt mạng là một điển hình. Thứ hai, không thể mua bảo hiểm y tế và sẽ rất khó khăn khi gặp các cái vấn đề về sức khỏe và sống chui nổi. Cái ý thứ ba là khả năng giam giữ và trục xuất khá cao. Cái thứ tư là ở nhiều nước châu Âu không thừa nhận hợp lý hóa giấy tờ tùy thân đối với quốc gia định đến, kể cả vấn đề xin tị nạn cho dù đã sinh sống ở đó rất lâu. Bầu trời bên này thực ra nó không phải là màu hồng, rất là khắc nghiệt. Tôi nghĩ rằng nếu ai mà muốn sang đây thì hãy tìm hiểu thật kỹ thông tin, đi theo con đường chính thống. Đúng như dự báo, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sau khi đón không khí lạnh tăng cường đã bước vào đợt rét đậm rét hại đầu tiên kể từ đầu mùa đông đến nay. Như tại một số đỉnh núi cao mà phóng viên thời sự ghi nhận được đã xuất hiện băng giá. Tại phía Bắc như là Cao Bằng, nhiệt độ giảm xuống âm 5 độ C và băng giá đã phủ trắng khu vực. Với thời tiết này, thì chính quyền nhiều địa phương đã chỉ đạo các trường học có giải pháp tăng cường chống rét cho học sinh, nhất là ngừng các hoạt động ngoài trời. Ngoài ra, thì việc tích trữ đủ thức ăn và quây kín chuồng trại để đảm bảo sức khỏe cho đàn gia súc cũng được các địa phương chuẩn bị sẵn sàng. Tại Cao Bằng, thời tiết lạnh giá đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống sinh hoạt đi lại của người dân. Thường ngày thì tôi hay đi bộ qua tuyến đường này. Nhưng mà hôm nay trời rất là rét, nên là tôi đã chuẩn bị mặc đầy đủ quần áo, mũ máo để cho đảm bảo sức khỏe. Nếu không mặc quần áo ấm thì không thể nào đi bộ được bởi vì trời rất là rét. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày rét đậm, các trường học ở trên địa bàn Cao Bằng đã điều chỉnh thời gian học và cho học sinh nghỉ học. Băng giá cũng xảy ra ở Mẫu Sơn, Lạng Sơn từ chiều nay. Tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các ngành chuyên môn và các địa phương chủ động phương án bảo vệ sức khỏe cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ nên phòng giáo dục đào tạo của huyện đã cho toàn bộ học sinh mầm non và cấp 1 của toàn huyện nghỉ học. Thưa quý vị, theo quan điểm của Đại hội Đảng lần thứ 13, bảo vệ và phát triển rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý sử dụng có hiệu quả tài nguyên. Những năm qua, tại nhiều địa phương vùng cao, chính quyền và người dân đã chung tay triển khai các mô hình bảo vệ và phát triển rừng. Sau đây là câu chuyện tại xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai. Và trước đây thì việc khai thác rừng tự do dẫn đến cháy rừng hàng năm, thì nay các cán bộ, đảng viên từng bước vận động người dân thành lập các tổ bảo vệ rừng. Người dân trực tiếp trông coi rừng phòng hộ từng bước mang đến nhiều thay đổi tích cực cho môi trường và cuộc sống quê hương. Đều đặn hàng tuần, ông Lý Phụ Triều, bí thư chi bộ, trưởng thôn Tả Trải lại đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng phòng hộ của người dân. Tổ bảo vệ rừng được thành lập vào năm 2015 do ông Triều làm tổ trưởng. Tổ phân chia cho mỗi hộ gia đình tuần tra, dọn dẹp đường đi lối lại, đồng thời bảo vệ các loại cây thuốc quý trong rừng từ 1 đến 2 buổi mỗi tháng. Không còn hiện tượng chặt phá cây trái phép, ý thức của bà con dần được nâng cao hơn. Trước đây thì nó chưa được phân chia ấy, thì người nó không chưa hiểu biết ấy, nó thì nó cũng hay chặt phá trong chi bộ thôn chia ra để bảo vệ. Của ai thì bảo vệ nhà đấy. Mưa to thì không sợ lũ quét, trường nó xanh đẹp. Tổ chúng tôi là có 8 người đi tuần tra bảo vệ rừng hàng tháng.
thì từ lúc đó thì rừng nó phát triển tốt hơn, không có xảy ra cháy rừng nữa. Hàng tháng sinh hoạt thì cũng tuyên truyền vận động bà con nhân dân cố gắng là bảo vệ rừng. Tranh thủ tuyên truyền mọi lúc mọi nơi, ông Chiều đến tận hộ gia đình, vận động bà con ký cam kết bảo vệ và phát triển rừng. Cả gia đình thì rất là ủng hộ, ký cam kết, ký để bảo vệ được cái rừng thì cho nó phát triển hơn. Không thực hiện thì vẫn phải chịu, doanh nghiệp chịu phạt. Lãnh đạo xã, lãnh đạo thôn cũng tuyên truyền rất nhiều. Hiện nay trên địa bàn xã Tả Phìn có hơn 92% dân số là người dân tộc thiểu số. Việc chung tay bảo vệ và phát triển rừng đã mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác bảo vệ môi trường, từ đó nâng cao đời sống bà con. Khi là có các cái vụ cháy rừng xảy ra hoặc là khai thác ngoài các cái loài lâm sản thì người ta đã thông tin tới thôn rồi là tới xã, thì người dân thực hiện các cái việc quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn. Rừng phát triển cũng rất là tốt, bà con yên tâm, yên ổn sinh sống ở đây. Tả Trải giờ đây không chỉ là thôn kiểu mẫu của xã Tả Phìn, mà còn là thôn nông thôn mới của thị xã Sapa và của tỉnh Lào Cai. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ông Chiều tiếp tục lập kế hoạch triển khai thực hiện đến từng hộ dân để phát triển quê hương ngày một giàu đẹp. Và cuối chương trình là một thông tin vui cho lĩnh vực du lịch. Việt Nam lọt top 10 điểm đến hàng đầu của khách du lịch Australia trong năm 2023, theo số liệu của Cục Thống kê Australia. Lượng khách Australia tới Việt Nam đã sấp xỉ đạt mức trước đại dịch. Và Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục là điểm đến yêu thích của người Australia trong năm nay. Việt Nam đang ngày càng trở nên hấp dẫn đối với du khách Australia. Đáng chú ý, họ biết đến Việt Nam phần nhiều là qua mạng xã hội hay lời giới thiệu từ bạn bè, người thân, thay vì qua các công ty du lịch lữ hành như trước đây. Một vài người bạn của tôi đã đến Việt Nam, cũng như các trang như Google, ngay cả TikTok, Facebook cũng giới thiệu Việt Nam rất nhiều. Thật tuyệt vời khi có thể ngắm nhiều cảnh khác nhau từ thành phố tới biển, núi, rừng. Việt Nam có tất cả mọi thứ. Tôi từng đến đây với gia đình vào năm 2019. Tôi rất thích chuyến đầu tiên đó, vì vậy muốn quay trở lại. Chúng tôi ở đây chủ yếu vì muốn đi Hà Giang. Đến Việt Nam luôn là mơ ước của tôi. Tôi đã được nghe rất nhiều về Việt Nam trong những năm qua, về văn hóa, ẩm thực, con người. Rất nhiều người bạn lớn tuổi đã từng tới đây và đều rất yêu mến nơi này. Trong năm qua, nhiều chuyến bay thẳng giá rẻ kết nối các thành phố lớn như Sydney, Melbourne, Brisbane tới Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã tạo cú hích cho du lịch hai nước. Theo thống kê của trang chuyên bán vé máy bay Skyscanner, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top 10 điểm đến được người Australia tìm kiếm nhiều nhất trong năm qua với mức tăng trưởng 246%. Cái việc là thời gian bay nó không quá dài, cùng với đó là có nhiều sự lựa chọn về thời gian và về giá cả, du lịch tại Việt Nam rẻ hơn rất nhiều so với các địa điểm khác như Mỹ hay châu Âu hay thậm chí là Thái Lan và Indonesia. Một tour du lịch ở Việt Nam thì có thể rẻ hơn so với Bali hay là ở Bangkok hay là ở Singapore là khoảng từ 70-80%. Không chỉ đường hàng không, theo số liệu từ công ty Sài Gòn Tourist, lượng khách Australia tới Việt Nam bằng tàu biển quốc tế trong năm qua cũng đã tăng 143% so với năm 2019. Trước đây các điểm đến hàng đầu phải kể đến Thái Lan, Bali hay Malaysia, thì giờ đây Việt Nam nổi lên như một điểm đến du lịch mạo hiểm. Bạn có thể đi lướt ván diều, leo núi, đạp xe, thưởng thức nhiều món ngon khác nhau. Thị thực điện tử cũng đã thu hút khách du lịch lưu trú lâu hơn. Với các đường bay thẳng, trải nghiệm du lịch đa dạng cùng thời hạn thị thực điện tử được nâng lên 90 ngày, Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách Australia. Bản tin thời sự cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.